Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tâm sẽ làm một cái bài luyện thanh dành cho nam, bài số 8. Mà bài số 8 hơi khó, thành ra Tâm phân ra là 8A và 8B. Trước khi mà vô bài số 8 thì các bạn có nhớ cái bài tập số 7 mà mình tập về các nguyên âm ma, a, i, e, o, u, và cách mình lấy hơi nhanh để mình ca lấy vừa các bạn nhắc lại là lấy hơi nè, hít sâu miệng và mũi luôn, đưa vào bụng dưới, và khi ca mình dùng hơi đó để mình ca cho thật cái hơi cho nó thật dài ha, không giữ hơi lại, không nín thở, không đưa hơi lên ngực nha các bạn ha. Đó là nhắc lại. Thật ra là cái bài Tâm soạn bài 7 nó rất là du dương, nhưng mà giọng Tâm thì cái thanh quản bị khàn, cái Tâm bị khàn, thành ra chắc có lẽ Tâm sẽ nhờ ca sĩ diễn viên Thái Ngân sẽ ca giúp cho Tâm một đoạn của cái bài này ha các bạn ha, để các bạn cùng ôn lại Tâm bài 7 nha. Các bạn thấy dễ thương không? Ok. Như vậy thì cái nguyên tắc, nhắc lại cái nguyên tắc của bài 7 là mình tập làm quen được với ca các nguyên âm và tập mở khẩu hình cho đúng, phù hợp với các nguyên âm. Và cuối cùng là mình tập để sau này mình ca tròn vành rõ chữ ha các bạn ha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ bước qua bài luyện thanh dành cho nam, bài số 8A. Thì bắt đầu các bạn vô những bài khó rồi đó. Bài số 8A là chuyên để tập các bạn làm quen với quãng 4. Nhắc lại, khi nghe đến quãng 4 thì các bạn có vẻ là hơi bỡ ngỡ. Chẳng qua là khi một cái bài hát cái chủ âm nó là quãng 1, thí dụ như nốt son, thì quãng 2 là la, quãng 3 là si, quãng 4 là đô. Thì trắc trở hiếm khi nhạc sĩ viết bài vô ngay từ quãng 4. Nhưng Tâm hứa là trong 2 đến 3 tháng các bạn phải bài cao độ nào, họ vô cái nốt gì, quãng thứ mấy. Thí dụ như là quãng 5 nè. Tất cả các quãng khi các bạn nghe, các bạn tìm cái nốt đầu tiên nó nằm ở quãng mấy trong cái học âm chính đó, rồi các bạn học những bài học của Tâm, rồi các bạn sẽ vững tin để ca. Hôm nay chúng ta tập bài 4. Bài 4 là phá mi re đồ. Các bạn tập từ thấp tới cao. Ở chỗ này thứ nhất là mình tập được cái lên được cái nốt quãng 4 là nốt phá, và thứ hai là mình tập làm quen với cái tiết tấu liên ba. Cái bài về liên ba hay móc đơn móc đôi là nó sẽ rơi vào cái bài nhạc lý căn bản mình sẽ học sau ha. Nhưng các bạn ráng nha, tập quen
Đồ re mi fa mi re đồ. Rồi từ từ Tâm sẽ hướng dẫn tiếp các bạn lên quãng 6, quãng 7 ha các bạn ha. Xin mời các bạn cùng học, cùng nghe và nghe tiếng piano cho chắc vô. Hít thật hơi thật sâu, dùng cái hơi đó lấy vô bụng dưới và bắt đầu ca Đồ re mi fa mi re đồ ha. Chúc các bạn thành công. Thank you.
bài này dễ mà ha các bạn ha, nhưng mà khi nói dễ chứ cái thật ra là khó đó. Tại vì khi mà trả bài đó, để tâm thử đó nha, thí dụ như trả bài đó là Do re mi fa mi re do, Do re mi fa mi re do, Do re mi fa mi re do. Cái vấn đề thứ hai, cách trả bài thứ hai, Do re mi fa mi re do, Do re mi fa mi re do, Do re mi fa mi re do. Đó, mình tạm thời còn bài 8B nữa, bí mật chưa cho các bạn biết nó khó khăn cỡ nào ha. Chúc các bạn thành công. Bài 8A nhẹ nhàng ha các bạn. Nhưng mà không đâu, tại sao Tâm cái quãng 4 này Tâm phải làm tới 2 bài lại? Tại vì quãng 4 khó lắm. Thí dụ như Đồ Pha đồ, đó nghĩa là Đồ re mi pha. Các bạn nào mà hơi yếu yếu tí xíu đó thì nghĩ trong đầu đi. Thí dụ như thì nghĩ trong đầu Đồ re mi pha pha đồ, Re mi fa fa do, Do re mi fa fa do ha. Rồi bây giờ nhớ nha, bây giờ trả bài 8A đi ha. Do re mi fa mi re do. Đổi qua gam khác nha. Do re mi fa mi re do. Do re mi fa mi re do. Bây giờ Tâm không ca nữa nha, các bạn tự ca nha. Rồi các bạn mà ở nhà mà ca được này Tâm phục các bạn luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu ôn bài cũ rồi, bây giờ mình qua bài số 8B. 8B này vẫn là qua học âm khác nha. Rồi bây giờ Tâm mở bài ra cho các bạn học nguyên bài luôn nha. Tại sao Tâm không dám là pha đồ? Không dám đâu, Tâm phải làm bước đệm bài học, tự chế là làm bước đệm đồ pha đồ để có các bạn vững tin ở quãng 1 trước rồi đẩy lên quãng 4 nó dễ hơn ha các bạn ha. Xin mời các bạn.
căng không các bạn? Khoảng 4 căng lắm ha. Rồi, ok. Kỳ sau mình sẽ trả bài sao? Trả bài vậy nè. Sẽ tập như vậy thì mai mốt các bạn bất cứ bản nào các bạn cũng tập được ha. Rồi, chúc các bạn may mắn. Các bạn nào thấy bài học này hữu dụng thì chưa đăng ký thì đăng ký, subscribe và nhấn nút theo dõi. Bạn nào thích thì like và share cho các bạn cùng học. Còn bạn nào có thắc mắc gì cứ comment cho Tâm. Tâm sẽ cố gắng giải thích hết cho các bạn ha. Chúc các bạn học may mắn. Bye-bye.